Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lạc Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 89 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện thì rất mong các bạn hãy để lại một like, một share và hãy comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian của quý vị, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 89 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ ở phía trước đột nhiên chuyển tới thanh âm giao thủ mênh mông, một cỗ khí lãng truyền từ trong bạch ngọc thông đạo tới, nó giống như gió lốc vậy rít gào mà tới, hiển nhiên là do những cao thủ cực kỳ dũng mãnh động thủ mà thành. Đột nhiên một cỗ uy năng tối nghĩa đột nhiên phát ra, khí tức khủng bố mãnh liệt vô cùng xuất hiện ở sâu bên trong thông đạo, ép làm cho mọi người gần như không thể thở nổi. Thình thịch một tiếng, bảo tháp trên đỉnh đầu Hiên Viên Quang đột nhiên bị khí thế này ép cho lôi vào trong cơ thể. Tống Cao Đức, Phượng Yên Nhu, đám người cũng như vậy. Cỗ khí thế này rõ ràng đã khắc chế tu vi của bọn họ, làm cho nguyên thai, nguyên thần của bọn họ không thể ngóc đầu lên nổi, không thể không ngủ đông bên trong thân thể. 12 nguyên thai phía sau của Diệp Húc cũng bị khí tức khủng mạnh dị thường này áp chế. Nguyên thai cấp tốc thu nhỏ lại, thể tích chỉ còn lại phạm vi 3 thước. Đây rốt cuộc là khí tức gì? Lại khủng bố tới như vậy đây. Phía sau Khoa Phụ Man dựng thẳng lên Phổ Tăng Trượng, hóa thành một cây lớn gắt cao chống lại áp lực khổng lồ này. Thân thể của hắn cũng bị ép cho nhỏ lại, cốt cách rung động đến lách cách. Hồ Tiên Nhi, Lý Huyền Quy và Hải Đông Thanh, ba vị yêu vương bị ép hóa thành nguyên hình, thể tích khổng lồ ban đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành kiểu vĩ hồ ly. Huyền Quy và Thần Ưng cao không tới mấy xích, chỉ có Viên Thiên Công thực lực dũng mãnh, có thể khống chế được hình thể, không có bị đánh trở lại nguyên hình. Viên Thiên Công ánh mắt không khỏi kinh hãi, run giọng mà nói: "Cấm bảo, nhất định là khí tức của cấm bảo rồi. Có người triệu tập ảo ảnh cấm bảo ở đây." Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, tế khởi Diêu La Thiên Địa Tháp, 12 nguyên thai nhất thể dung độc, dung nhập vào trong tháp, chỉ thấy tòa bảo tháp này càng lúc càng lớn, dựng thẳng trên đỉnh đầu của mọi người. Nó tản mắt ra một cỗ uy năng hạo hãn, có thể chống cự được áp lực của cấm bảo. Áp lực lên mọi người chợt giảm, đột nhiên lại có một cỗ khí tức dung mãnh dị thường truyền tới. Cỗ khí tức này rõ ràng là của một kiện ảo ảnh cấm bảo khác. Dưới hai tầng áp lực, cho dù là Diệp Húc cũng không thể chống đỡ được. Di La Thiên Địa Tháp nhanh chóng thu nhỏ lại. Mọi người nhất thể quát lớn, đều tự tế khởi nguyên thần, nguyên thai của mình. Thậm chí ngay cả Hiên Viên Minh Nguyệt cũng tế khởi nguyên đan của mình, dung nhập vào trong Di La Thiên Địa Tháp. Tất cả đồng thời thúc giục vu bảo này chống cự với uy áp của hai ảo ảnh cấm bảo. Bà nội nữa chứ, rốt cuộc là ai triệu tập giao ảnh cấm bảo, dùng ảo ảnh cấm bảo giao thủ đây, còn có đạo đức công cộng cộng đồng hay không vậy? Tống Cao Đức hổn hển mà chửi ầm lên. Ầm vang một tiếng, thanh âm giao kích kịch liệt truyền tới, một cỗ khí lãng càng thêm mênh mông từ sâu bên trong thông đạo bạch ngọc đánh thẳng tới. Cơn lốc ngập trời gần như đánh vụn không gian. Cơn lốc này đánh thẳng lên trên Di La Thiên Địa Tháp, uy lực cực mạnh, làm cho Di La Thiên Địa Tháp lay động đến không ngừng. Hiển nhiên phía trước đang có người giao thủ, vận dụng hai ảo ảnh cấm bảo mà đánh bừa. Cũng may khí tức của hai cỗ ảo ảnh cấm bảo chỉ nhoáng lên rồi liền biến mất, mọi người cũng thở ra được nhẹ nhàng, lòng còn sợ hãi. Triệu tập ảo ảnh cấm bảo không chỉ cần tu vi thâm hậu, hơn nữa tiêu hao lại rất lớn, không thể liên tục trong thời gian dài. Diệp Húc sắc mặt không tốt cho lắm, nếu không có loại dị bảo như rơi lên Di La Thiên Địa Tháp của hắn có thể chống lại uy áp của cấm bảo, chỉ sợ bọn họ đối mặt với dư âm của ảo ảnh cấm bảo, hết thảy đã mệnh tang tại chỗ. Không ngờ lại có người có thể triệu tập được ảo ảnh cấm bảo, khó trách bọn họ có thể tiến tới trước chúng ta, xâm nhập vào sâu bên trong bản hoàng lăng này. Đi, chúng ta đi, nhìn ra là bảo vật gì mà cần phải triệu tập ảo ảnh cấm bảo để chiến đấu tranh giành lẫn nhau như vậy. Hắn đi nhanh về phía trước, điềm nhiên nói: Mấy tên khốn kiếp này suýt chút nữa đã chôn vùi tất cả chúng ta rồi. Bất kể phía trước là ai, bảo vật bọn họ tìm được hết thảy đều phải là về ta. Hiên Viên Quang vốn là một người thành thật,
thế nhưng cũng không khỏi tức giận mà quát lên: "Đoạt, cướp sạch của bọn họ!" Sâu bên trong bản Hoàng Lăng, con út của Tinh Đế, Thạch Tinh Vân đứng ở phía sau bảy đại vu của Chu Thiên Tinh Cung, hưng phấn hoa chân múa tay, nhìn về phía đối diện. Hạ Tùng Giang tế khởi cửu đại nguyên thần của mình, khiêng cửu đỉnh. Phía sau hắn còn có hai vu sĩ đang phơi thây ở trên mặt đất, giằng co với mọi người bên trong Chu Thiên Tinh Cung. Phía bên phải bọn họ, trên vách đá bạch ngọc xuất hiện một cái cửa ngõ thật lớn, bên trong mơ hồ phát tán ra ánh sáng xinh đẹp, có thể nhìn thấy được một kiện vu bảo đang tung bay bên trong. Một điều linh mạch du động bên trong, đây là một phòng cất giữ bảo vật ở trong bản Hoàng Lăng. Phòng đã bị bọn họ mở ra, bởi vậy mới phát sinh ra tranh đoạt. Thạch Tinh Vân lần này rời khỏi tinh cung, Lộc Phó, Hồ Phó đều đã chết trong tay Diệp Húc rồi, mà Thạch Tinh Hải, đại ca của hắn, truyền lệnh tinh cung phái tới 8 cao thủ tam thần cảnh Chu Thiên Tinh Cung bảo vệ an nguy cho hắn. Tuy nhiên, Thạch Tinh Vân ở trong Hoàng Tuyển Ma Tông đã chứng kiến được Kiến Mộc Long Trương, cho nên muốn tới Ân Khư di chỉ kinh đô cuối thể thương này, làm cho một cường giả Chu Thiên Tinh Cung táng thân bên trong bản Hoàng Lăng. Vừa rồi bọn họ phát hiện ra căn phòng bí mật bị phong ấn bên trong vách đá bạch ngọc này, bởi vậy mới đánh nhau như vậy. Tu vi của Thạch Tinh Vân tuy không cao, thế nhưng bảy đệ tử Chu Thiên Tinh Cung trước mặt hắn đều là những nhân vật rất giỏi. Bảy người hợp lực triệu tập bảo ảnh cấp bảo của Tinh Cung đánh một trận với Hạ Tùng Giang. Hạ Tùng Giang lạnh lùng mà nói: "Thạch tiểu hữu, chư vị đồng đạo Tinh Cung, kho báu này chính là do Hạ Mỗ phát hiện ra được. Theo lý liền thuộc về ta. Các người không nói được một lời liền lao tới chém giết mấy người của ta, đây là cái đạo lý gì vậy?" "Đạo lý sao?" Thạch Tinh Vân cười khanh khách không ngừng, hướng tới một cao thủ Chu Thiên Tinh Cung bên cạnh và nói: "Chúng ta là ma đạo cướp bóc giết người, còn muốn giảng cái đạo lý gì đây?" Cao thủ Chu Thiên Tinh Cung nghe vậy liền bật cười nói: "Ma đạo ta cướp bóc giết người, đích xác không cần nói đạo lý gì cả." Một vị lão giả của Chu Thiên Tinh Cung khá là điềm đạm, ổn trọng, tiến lên một bước, cười ha hà nói: "Hạ huynh, vị này là thiếu chủ Chu Thiên Tinh Cung của chúng ta, là con trai của Tinh Đế. Thiếu chủ muốn bảo vật trong phòng này, mong rằng Hạ huynh cấp cho chút mặt mũi, chia bảo bối bên trong phòng cho thiếu chủ chúng ta mấy thành." Hạ Tùng Giang cười lạnh một tiếng, khóe mắt loạn nhảy, cười lạnh nói: "Đinh huynh, ngươi muốn mấy thành đây?" Lão giả kia tên là Đinh Phụ Đạo, là nhân vật đứng đầu bên trong nhiều đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, vang danh cường giả đương thời, hợp thể kỳ đại vu. Hắn cũng không dám bức Hạ Tùng Giang quá đáng, dù sao Hạ Tùng Giang cũng là cường giả Hạ gia, thân phận cực cao, địa vị tôn quý, hơn nữa thực lực người này cũng cực kỳ hùng mạnh. Vừa rồi Hạ Tùng Giang triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo của Hạ gia, cứng rắn chống lại công kích của ảo ảnh cấm bảo Tinh Cung do bảy người liên kết triệu tập lại, có thể thấy được thực lực của hắn cực kỳ hùng mạnh. Nếu như thật sự đụng thủ, không chết vài người, đừng mơ tưởng mà bắt được hắn. "Gặp mặt phân nửa, ta muốn năm thành." Thạch Tinh Vân phía sau mọi người, cả vũ lấp miệng em, hắn cười nói. Đinh Phụ Đạo bất đắc dĩ hướng tới Hạ Tùng Giang cười nói: "Thiếu chủ nhà ta muốn năm thành, Hạ huynh nghĩ như thế nào?" "Năm thành?" Hạ Tùng Giang tức giận hừ một tiếng, sắc mặt âm tình bất động. Thực lực của hắn tuy rằng hùng mạnh, nhưng dù sao cũng là lo một mình. Vũ sĩ đi theo hắn rất nhiều, không phải chết ở dưới bia thiên tội thì khi xâm nhập quân doanh bị thi binh đại thương giết chết, lại không ít người chết trên đường tiến vào bản Hoàng Lăng. Có người mai táng bên trong cửa tức nhưỡng, có người bị cấm chế giết hại, còn lại hai người cuối cùng cũng bị đám người Thạch Tinh Vân đánh lén mà chết. Mà Chu Thiên Tinh Cung có bảy đại vu, đều là đại vu tam thần cảnh nguyên thần kỳ, nhất là lão giả Đinh Phụ Đạo ở trước mắt chính là cường giả hợp thể kỳ, tu vi còn thâm hậu hơn hắn vài phần. Nếu không có hắn triệu tập ra ảnh thiên đỉnh Hạ gia, chỉ sợ ngay cả Đinh Phụ Đạo cũng không thể chống lại được, khẳng định bị những người này chém giết. Cho dù hắn tiếp tục triệu tập ra ảnh cửu đỉnh, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của những người này. Chu Thiên Tinh Cung lấy pháp lực hùng hậu, tu vi tăng trưởng nhanh chóng mà nổi tiếng, tu luyện tới tam thần cảnh rồi, thực lực lại càng thêm dũng mãnh, có thể tu thành đại tiểu Chu Thiên Nguyên Thần, thực lực rất là mạnh. Bảy đại vu của Chu Thiên Tinh Cung này tuy rằng đều không có tu thành tiểu Chu Thiên Nguyên Thần, nhưng có mấy người tu luyện ra một hai tinh đấu nguyên thần. Trong đó tu vi của Đinh Phụ Đạo là sâu nhất, tu luyện ra nam đấu lục đại tinh đấu nguyên thần. "Được, mọi người lấy năm thành." Hạ Tùng Giang chỉ còn cách nén giận, nút xuống ngụm ác khí này, hắn thầm nghĩ. "Nếu không có Đinh Phụ Đạo ở đây, đám người này cho dù 10 tên con trai của Tinh Đế, ta cũng sẽ đánh chết kìa. Nếu là đệ tử kiệt xuất nhất của Hạ gia Hạ Đông Dương của ta tới, chỉ một mình hắn đủ giết sạch đám người này rồi. Đáng tiếc,
Đông Dương đang bế quan. Đám người Đinh Phù Đạo ôm lấy Thạch Tinh Vân tiến lên phòng bị Hạ Tùng Giang. Đoàn người đi thẳng vào trong gian phòng bí mật. Bọn họ vừa tiến vào căn phòng bí mật này, chỉ thấy thiên địa đột nhiên trở nên trống trải. Chỉ thấy căn phòng bí mật này giống như một vu bảo, bảo hồn giới. Không gian trong này rất lớn, ước chừng 6-7 dặm. Nơi này lơ lửng một điều linh mạch, một quả linh đan tràn ngập mùi thơm lạ lùng, còn có không ít vu bảo tản mát ra khí tức hung hãn. Sao? Đây là... Ánh mắt của Đinh Phù Đạo đột nhiên thẳng ra, nhìn chăm chăm vào quả linh đan, thân hình run rẩy, run giọng mà nói. Đây là thiên sát tẩy thần đan. Dùng thiên sát khí luyện thành thần đan, có thể tẩy lễ nguyên thần, vô thượng bảo vật. Đại vu tu luyện tới tam thần cảnh, nếu như nguyên thần không có trải qua thiên sát, địa sát tẩy lễ, biến thành nguyên thần thuần dương, mà đã trực tiếp bước vào tam thần cảnh mà nói, tu vi sau này sẽ bị nhốt ở tam thần cảnh, cả đời đừng mơ tưởng bước vào cảnh giới cao hơn. Mà thiên sát tẩy thần đan là linh đan thay đổi tình trạng này, cực kỳ hy hữu. Loại linh đan này dùng thiên sát khí luyện thành, một viên ẩn chứa một thiên sát khí. Sau khi dùng, có thể tẩy trừ tạp chất bên trong nguyên thần của đại vu tam thần cảnh, khiến cho tư chất bản thân nâng cao, do đó tu vi có thể tiến thêm được một bước nữa. Loại linh đan này quý báu vô cùng, cho dù là chu thiên tinh cung cũng không có nhiều. Đệ tử có thể đoạt được thiên sát tẩy thần đan thường thường là những người có đại công hiến với tinh cung. Mà trong căn phòng bí mật này có ước chừng 3 quả thiên sát tẩy thần đan. Sư huynh, nơi này còn có địa sát tẩy thần đan, thiên vương bá thể đan, kiều truyền thần đan, rồi lại còn có một quả bất tử tiên đan do bất tử thảo luyện chế mà thành. Đó là thần vật có thể kéo dài tuổi thọ 100 năm kìa. Ông trời ơi, những linh đan này tản mát ra uy năng, thậm chí ngay cả linh mạch và vu bảo cũng bị bức ra kìa. Còn nữa, những bảo vật này không ngờ đều là nguyên thần chi bảo cả. Không chỉ có như vậy, người xem kiện bảo vật bên kia đi, quả thực là nguyên thần chi bảo cực phẩm, chỉ sợ là dùng nguyên thần đại vu tam tướng cảnh luyện chế vu bảo mà thành. Ồ, nơi này còn có rất nhiều linh mạch, không ngờ không có linh mạch bậc 3, bậc 4, tất cả đều là linh mạch từ bậc 5, bậc 6 trở lên. Thật đáng tiếc, cái loại linh mạch này đối với tinh cung chúng ta mà nói không có nhiều tác dụng. Tuy rằng đủ cho những vu sĩ khác lâm vào điên cuồng, thế nhưng đệ tử tinh cung chúng ta căn bản là không cần đến linh mạch. Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận, cao hứng phấn chấn. Hạ Tùng Giang không khỏi âm thầm hối hận, bản thân mình phát hiện ra kho báu này trước tiên. Nếu hắn chậm một chút, đợi đám người Thạch Tinh Vân rời đi mới phát hiện ra căn phòng bí mật này, bảo vật này chẳng phải thuộc hết về hắn hay sao? Năm thành cũng đủ rồi, có những bảo vật này, cái tên tiểu tử Diệp Húc kia cho dù có kim tinh khí cũng không thể khiến ta kiêng kỵ chút nào. Hắn trong lòng loạn nhảy, lấy tay chụp lấy một quả linh đan gần nhất. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ kình phong đánh úp lại, một cây mộc trượng thật lớn hung hăng đện thẳng lên trên đầu, làm cho Hạ Tùng Giang choáng váng mặt mày. Nguyên thần nhảy loạn, hắn vừa sợ vừa giận mà quát lớn: "Đình Phụ Đạo, cái thằng nhãi này quả nhiên trở mặt mà." Hắn vội vàng xoay người, kiều đại nguyên thần hộ thân. Đột nhiên một đạo bạch quang xoẹt một cái cắt qua, làm cho đại bằng nguyên thần, hỏa tiêu nguyên thần của hắn bị chém làm hai. "Diệp thiếu báo!" Hạ Tùng Giang vừa sợ vừa giận, lớn tiếng mà quát lên. Trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một cột buồm bay tới, hướng tới một nguyên thần khác của mình mà lao đi. "Hắn chính là Diệp Húc, Diệp thiếu báo!" "Sao? Hắn ta chính là Diệp Húc, Diệp thiếu bảo ư?" Đinh Phù Đạo đứng ra đánh giá trên dưới người vừa tới, nghi hoặc mà nói: "Tiểu tử đã ức hiếp thiếu chủ nhà ta, sao lại là một đầu bạo viên vậy?" Hạ Tùng Giang né tránh cột buồm công kích, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hướng tới hắn phát động công kích không phải là Diệp Húc, Diệp thiếu bảo, mà là một thanh niên trai tráng cầm trong tay phù tăng trượng, dáng người khôi ngô vô cùng, và một đầu bạch mao bạo viên. Đầu bạch mao bạo viên này cầm cột buồm của Diệp Húc trong tay, đại buồm phiêu động, uy phong lẫm lẫm. "Viên thiên công, không ngờ lại là ngươi." Hạ Tùng Giang tức giận dị thường, vội vàng triệu hồi hai nguyên thần bị chém của mình. Viên thiên công kim tinh khí không có uy năng mạnh như đệ nhất thần sát của Diệp Húc, tuy rằng có thể chặt đứt nguyên thần, nhưng nguyên thần không có tử vong, chỉ cần triệu hồi nguyên thần lại vẫn có thể khôi phục như trước được. Lúc này chỉ thấy một bàn tay to xuất hiện, thu hết thảy đại bằng nguyên thần và hỏa tiêu nguyên thần của hắn vào bên trong tay. Sau đấy, một thiếu niên áo lam đột nhiên hiện ra bên trong căn phòng này, một đòn đưa cả hai nguyên thần của hắn vào trong kiều đỉnh mà chấn áp. "Hạ tiền bối, đã lâu không gặp rồi." Diệp Húc bước ra một bước, quét mắt nhìn quanh, trực tiếp xem nhẹ đám người Đinh Phù Đạo. Ánh mắt của hắn dừng ở nhiều bảo vật trong căn phòng này, không khỏi mừng rỡ, cười dài mà nói:
Ồ, thật nhiều bảo vật. Chứ vế, các ngươi có thể chết được rồi. Xoẹt. Khoa Phụ Man và Viên Thiên Công đột nhiên nhảy lên, giơ phủ tăng trượng và cột buồm lên cao nhất, tề công tới Hạ Tùng Giang. Viên Thiên Công, cái đầu xúc sinh nhà ngươi và tên nhóc man nhân Khoa Phụ tộc này cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta hay sao? Hừ, tìm chết mà. Hạ Tùng Giang giận dữ, hai nguyên thần của hắn bị Diệp Húc chấn áp, nhưng thực lực vẫn mạnh mẽ vô cùng. Lúc này, hắn tế lên cửu đỉnh đón đỡ thế công của Viên Thiên Công và Khoa Phụ Man. Hạ Tùng Giang, còn chúng ta thì sao đây? Trong lỗ tai của Viên Thiên Công đột nhiên bay ra một đầu Hải Đông Thanh, móng vuốt bắt lấy hai thao đồng. Hắn hét lên một tiếng, chụp thẳng vào đầu của Hạ Tùng Giang, làm cho Hạ Tùng Giang choáng váng đầu óc. Lập tức một đầu Cửu Vĩ Thiên Hồ bay tới, huy động ba tiêu phiến trong tay quạt cho Hạ Tùng Giang một. Viên Thiên Công há mồm phun ra một đạo kim tinh khí, đồng thời công kích tới Hạ Tùng Giang. Mà lúc này Khoa Phụ Man nhảy lên đỉnh đầu của hắn, cầm phù tăng trượng chở trong tay hung hăng nện xuống. Khoa Phụ Man liên hợp với mấy đại yêu vương cùng nhau tấn công, trong chớp mắt đã bức Hạ Tùng Giang vào thế hạ phong. Mà bên này, bảy tên đệ tử Chu Thiên Tinh Cung lạnh lùng nhìn Diệp Húc. Thạch Tinh Vân kêu lên the thé, hắn ta chính là Diệp Thiếu Bảo, giết 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 hắn cho ta. Một đệ tử Chu Thiên Tinh Cung nhanh chóng tiến lên, lạnh lùng mà nhìn Diệp Húc. Chỉ thấy một tòa đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ đột nhiên hiện lên, Chư Thiên Tinh Đấu thay đổi liên tục, bao phủ quanh thân của hắn. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, người đắc tội thiếu chủ nhà ta, hôm nay lạc trường ca ta tới lấy tính mạng của ngươi này. Đệ tử Chu Thiên Tinh Cung này thực lực cực kỳ hùng mạnh, cực kỳ tự phụ. Hắn cười lạnh nói, người khiến ta tự mình động thủ hay là tự sát tạ tội đây? Dầm một tiếng, Diệp Húc không đợi cho hắn nói xong, đột nhiên một thức đánh Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn xuống. Tới rất hay, xem ngươi phản kháng ta ra sao nào. Đệ tử Tinh Cung này cười ha hả, nâng tay hướng tới Thần Vương diệt kiếp ấn của Diệp Húc mà đánh tới. Tinh đấu luân hồi trong lòng bàn tay giống như một bầu trời vũ trụ thu nhỏ vậy. Tay trưởng của hắn còn chưa gặp được ấn của Diệp Húc, chỉ nghe thấy pang một tiếng, vũ trụ tinh không trong lòng bàn tay đột nhiên bị dập nát, sau đó nổ tung dọc theo cánh tay một đường, nổ tung tới tận ngực, thân hình lập tức chia năm xẻ bảy. Nguyên thần khoán bao lấy đầu chuẩn bị bay lên, chỉ thấy Diệp Húc nhẹ nhàng chụp một cái đánh cho nguyên thần và đầu của hắn hết thảy dập nát. Diệp Húc lập tức há mồm hút hết vào trong bụng. Dầm, nguyên thai phía sau Diệp Húc đột nhiên chuyển động, khí thế tăng vọt, cũng là do tu vi của hắn rốt cuộc cũng đột phá một cảnh giới, tiến vào nguyên thai tứ phẩm. Còn ai muốn chịu chết đây? Hắn nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười mà lên tiếng. Lạc Trường Ca còn không chống đỡ nổi một hiệp trong tay Diệp Húc, ngay cả thân thể của hắn cũng bị đánh cho bạo, nguyên thần không thể trốn thoát. Diệp Húc cảm thấy trong cơ thể mình tích lũy một lực lượng vô cùng hùng hậu, vô cùng khổng lồ, khủng bố. Trong cơ thể hắn tích lũy mảnh vỡ nguyên thần của mấy đại vu, không ngừng luyện hóa, thúc giục tu vi của hắn tăng mạnh. Người khác khổ tu một thật lâu, mấy tháng, thậm chí là mấy năm chưa chắc có thể đột phá được một cảnh giới, mà hắn trong mấy ngày ngắn ngủi, tu vi lại có thể nâng cao. Đây chính là diệu dụng của Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết, có thể cắn nuốt luyện hóa nguyên thần của người khác, khiến cho tu vi của mình lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng mà được nâng cao. Hắn tu luyện đủ loại pháp môn, những tâm pháp này đều có thuộc tính riêng, có rất nhiều loại, nhưng công dụng cũng không giống nhau. Cửu Chuyển Nguyên Công và Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh chuyên môn rèn luyện thân thể, Nhất Thần Phân Hóa Cửu Đỉnh, Cửu Nguyên và Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát dùng để phân hóa nguyên thai, tu luyện hóa thân, nguyên thần. Chỉ có Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết mới là căn bản trong căn bản. Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết như là một cây đại thụ, Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp gieo mầm, Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển là mầm bắt đầu mọc rễ, Di La Hỗn Nguyên Chân Kinh là ấu thụ trưởng thành, mà Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết khiến cho ấu thụ thành tài. Tâm pháp của hắn lấy Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết là chính, Cửu Chuyển Nguyên Công, Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh và những tâm pháp khác đều chỉ là phụ, là cành cây bám vào thân cây. Về phần những pháp môn khác như Công Đức Kim Luân, Luyện Bảo Quyết, Chư Thiên Thập Đạo thì không phải là tâm pháp mà là phương pháp tế luyện. Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải cùng Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh là phương pháp rèn luyện nguyên thần. Những pháp môn này giống như lá cây ở trên cành vậy. Đây là hệ thống tu luyện của hắn. Nếu không có Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp, Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển, Di La Hỗn Nguyên Chân Kinh, Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết, một hệ thống tâm pháp hình thành cơ sở này, thì thành tựu của hắn căn bản đừng mơ tưởng tạo thành được hệ thống phức tạp khổng lồ như bây giờ.
cũng đừng mong đem các loại tâm pháp, phương pháp tiến luyện, phương pháp rèn luyện, nguyên thần tổ hợp thành một thể như bây giờ. Cũng tức là nói, không có bốn loại cấm pháp tàn thiên mà Ngọc Lâu cung cấp, hắn cũng không thể tổ hợp tâm pháp thành một hệ thống, không thể tu luyện rất nhiều pháp môn như vậy được. Lịch trình trưởng thành của hắn có thể phục chế lại, đồng thời cũng là không thể, trừ phi có được một tòa Ngọc Lâu giống như hắn. Cho dù vũ bảo chính yếu nhất của hắn, Di La Thiên Địa Tháp, cũng là do Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần trận đồ tiến hóa mà thành, trưởng thành là trọng bảo như bây giờ. Lạc Trường Ca thân hình nổ tung, Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ của hắn cũng biến thành vật vô chủ, lơ lửng trong không trung. Tấm trận đồ này chính là đại hình trận đấu, trận pháp do 365 trung hình trận pháp tạo thành. Nó so với Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ mà trước kia Diệp Phúc luyện chế lại càng thêm khổng lồ, phức tạp hơn nhiều, uy lực cũng càng mạnh. Trong đó, 365 tinh phiên cũng không phải là vũ bảo cấp chân giáo, mà là thuần dương chi bảo, vượt qua 5 lần sát khí tỷ lệ. Chỉ một tinh phiên uy năng cũng không hùng mạnh, nhưng mà 365 tinh phiên hợp lại một chỗ, uy lực là tương đối khủng bố. Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ mà Diệp Phúc luyện chế trước đây đã dung nhập vào Di La Thiên Địa Tháp rồi. Trận đồ kia chỉ là trận pháp cỡ trung, tinh phiên trong trận đồ cũng chỉ là vũ bảo cấp chân giáo bình thường. Hắn ở tam đan cảnh luyện chế vũ bảo, so với tấm trận đồ của Lạc Trường Ca cách xa vạn dặm. Bởi vậy, Lạc Trường Ca mới có thể sai lầm lớn đến như vậy, tính toán lấy một tay tiếp nhận công kích của Diệp Húc. Kỳ thực, lấy thực lực của hắn so với Ngụy Hiên còn khủng bố hơn rất nhiều, cho dù chống lại Viên Thiên Công cũng không kém mấy. Tuy nhiên, hắn gặp phải Diệp Húc, bị Diệp Húc toàn lực đánh một quyền bạo nổ. Tấm trận đồ này dù sao cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm, không có bị Diệp Húc chấn vỡ. Di La Thiên Địa Tháp thu. Ánh mắt Diệp Húc tỏa sáng, Di La Thiên Địa Tháp đột nhiên bay ra, chỉ thấy vô số tinh đấu trong tấm trận đồ này giống như tìm được nơi của mình vậy, phần phật mà bay lên, dung nhập vào bên trong bảo tháp. Tinh đấu trận đồ của Lạc Trường Ca nhanh chóng phân rã, chỉ nghe thấy thanh âm răng rắc truyền tới. Di La Thiên Địa Tháp được tấm trận đồ này, không ngờ lại dài thêm 2 tầng, biến thành Di La Thiên Địa Tháp 5 tầng, uy năng đại tăng. Tuy rằng 2 tầng bảo tháp mới tăng trưởng này lúc sáng lúc tối không có hoàn toàn định hình, nhưng Diệp Húc rốt cuộc cũng tìm được một con đường tắt khiến cho Di La Thiên Địa Tháp tăng trưởng. Quả nhiên, Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ đích xác có thể làm cho bảo tháp của ta hoàn thiện hoàn mỹ kìa. Di La Thiên Địa Tháp của hắn còn đang không ngừng thu lấy Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ của Lạc Trường Ca, cuồn cuộn hóa thành chất dinh dưỡng. Việc này tuy nói là dài lâu, thế nhưng thời gian xảy ra chỉ trong nháy mắt. Đinh Phụ Đạo và 6 vị đệ tử Chu Thiên Tinh Cung khác cũng phục hồi lại tinh thần. Trong mắt tất cả đều đỏ, đều giống giận, nhất tề mà hướng tới Diệp Húc công tới. Bọn họ vốn tưởng rằng Lạc Trường Ca đối phó với Diệp Húc là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao Lạc Trường Ca cũng là đại vu tam thần cảnh, so với Ngụy Hiên còn mạnh hơn rất nhiều, thực lực gần như có thể dẹp ngang đại vu hợp thể kỳ tam thần cảnh. Cho dù không địch lại cũng có thể chống đỡ được mấy trăm hiệp. Không ai nghĩ rằng Diệp Húc thực lực lại khủng bố đến như vậy, một đạo thủ ấn hạ xuống liền đánh cho Lạc Trường Ca bạo nổ. Hơn nữa, lại ngay trước mắt bọn họ, Diệp Húc đánh bạo Lạc Trường Ca, ngay cả nguyên thần cũng bị ăn luôn. Người giết sư đệ ta, Diệp Thúc Bảo, người chết đi. 6 người tức giận, toàn lực ra tay. Từng đạo tinh quang hảo hãn vọt tới Diệp Húc, diệt sạch hết thảy. Thậm chí, mấy món nguyên thần chi bảo bị cuốn vào bên trong công kích của bọn họ, bị hủy diệt tại chỗ, hóa thành bột mịn. Nguyên thần bên trong vu bảo cũng bị đánh nát. Có mấy linh mạch bậc 5 cũng bị cuốn vào trong đó, bị công kích của 6 người đánh tan, hóa thành hư vô. Nếu không phải mật thất ở bàn hoàng lăng này là tàng bảo thất, phòng dấu bảo, không gian này được các cao thủ bàn hoàng rèn luyện một cách đặc thù, chỉ sợ phiến không gian này sẽ bị 6 người công kích đánh nát, tất cả bảo vật tất nhiên sẽ không còn. Diệp Húc cười lớn, quanh thân vô số dị chủng yêu thú chui ra khỏi thân thể. Yêu thú này chỉ có nửa phần thân thể còn lại còn ở bên trong cơ thể của hắn. Chỉ thấy long, giao, hổ, phượng, rồi kỳ lân, thao thiết, hạn bạt, đại bằng, huyền điểu, huyền quy. Vô số dị thú dương nanh múa vuốt, hung ác tới cực điểm, khiến cho hắn giống như một pho tượng đại ma vương khủng bố giáng lâm, ma diễm ngập trời. Vạn yêu vạn pháp, thần vương diệt kiếp. Hai tay của hắn hóa thành dương thiên thần vương diệt kiếp ấn, đồng thời thi triển kiều đỉnh vạn pháp yêu quyết, cứng rắn ngạnh kháng với 6 người Chu Thiên Tinh. Dầm... Mật thất này rung lên kịch liệt, hai đệ tử Chu Thiên Tinh Cung bị hai chiêu ấn pháp của hắn chấn cho hai tay bùng nổ. Cả hai bay ngược ra, thân thể gần như bị đánh nát.
răng rắc một tiếng, một thức vạn pháp yêu quyết của Diệp Húc đánh lui một đệ tử tinh cung khác. Cùng lúc đấy, Đinh Phụ Đạo và ba người khác công kích ngang nhiên dừng trên người Diệp Húc. Ba đạo công kích này mạnh mẽ vô cùng, rầm 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 và đánh vào ngực, sau lưng Diệp Húc. Trong cơ thể Diệp Húc truyền tới tiếng vang răng rắc, xương sườn, xương ngực bị ba người đánh. Hai người bọn họ công kích thì cũng là thôi, nhưng một kích của Đinh Phụ Đạo kia uy lực cương mạnh bá đạo, so với Nguyên Thần Chi Bảo một kích toàn lực còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Một chưởng phá vỡ nguyên thai bất tử chân thân của Diệp Húc, làm cho 12 nguyên thai của hắn chấn động, dường như lúc nào cũng có thể bị vỡ nát. Đinh Phụ Đạo chính là đại cao thủ Chu Thiên Tinh Cung, chính diện giao phong Diệp Húc cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc tiến công với mọi người, lập tức làm cho Diệp Húc bị thương nặng. Tuy nhiên, Diệp Húc đón đỡ thế công của 6 vị đại vu Chu Thiên Tinh Cung, không ngờ còn có thể làm trọng thương 2 người, bước lui 1 người. 3 người còn lại đã trúng đòn nghiêm trọng, thế nhưng vẫn không chết. Có thể thấy được, thực lực của Diệp Húc đã đạt tới độ cao người thường khó có thể tưởng tượng được. Mà ở bên kia, Hạ Tùng Giang rốt cuộc cũng ngừng lại xu hướng suy tàn. Hắn bày ra thực lực siêu cường, kiểu đỉnh hợp nhất, chấn áp Viên Thiên Công, Hồ Tiên Nhi và Hải Đông Thanh, ba đại yêu vương một chỗ. Hắn bức cho tam đại yêu vương đồng thời tế khởi bảo vật, chống cự lại uy áp của kiều đỉnh Chấn Thần Châu. Hạ Tùng Giang chiếm thế thượng phong, chỉ còn lại một mình Khoa Phụ Man nhẹ nhàng thở ra, nhai răng cười độc ác nói: "Tiểu man tử, người muốn chết sao?" Khoa Phụ Man không chút sợ hãi, cầm phù tăng trượng ở trong tay, tấn công tới hắn như mưa rào vậy. "Đã không còn yêu vương hỗ trợ, ta giết người dễ như trở bàn tay." Hạ Tùng Giang cười ha hả: "Trước cho người mang một cái sừng vậy." Khoa Phụ Man tung loạn mái tóc của mình, đột nhiên trong tóc hắn một lão huyền quy lao ra. Đột nhiên huyền quy tế khởi quy sắc của mình, hung hăng nện xuống đầu của Hạ Tùng Giang. Quy sắc của Lý Huyền Quy đánh lên trên đỉnh đầu của Hạ Tùng Giang, quả nhiên giống như bị cắm sừng vậy, làm cho Hạ Tùng Giang choáng váng, nguyên thần tán loạn. Khoa Phụ Man nhân cơ hội này huy trượng quét ngang, đánh thật mạnh vào phía trên đại đỉnh, chấn cho đại đỉnh phân liệt thành chín, cứu đám người Viên Thiên Công ra, rồi lại với công Hạ Tùng Giang. "Phùng sư đệ, Chu sư đệ, các ngươi bị thương quá nặng rồi, nhanh chóng bảo hộ thiếu chủ rời khỏi nơi đây, người khác lưu lại giúp ta đánh dụng tiểu xúc sinh này." Lúc này, Đinh Phụ Đạo ánh mắt lạnh lạnh, đại chu thiên tinh đấu trận đồ đột nhiên dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Trận đồ của hắn so với trận đồ của Lạc Trường Ca mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong đó, 6 đại tinh đấu bên trong nam đầu bị hắn luyện thành tinh đấu nguyên thần. Chỉ thấy 6 mặt tinh phiến sau lưng của hắn bay ra, bay phất phới, hóa thành tinh đấu nguyên thần. 6 đại tinh đấu nguyên thần này không chút đổi sắc, khuôn mặt dữ tợn hung ác, giống như ma thần tinh quân vừa mới xuất hiện, liền có nam đầu tinh lực vô biên hạo hãn từ trên trời giáng xuống. Dường như nó đang kết nối với nam đầu trên tinh không, mượn tinh thần chi lực, lực của các ngôi sao. Đây là đại chu thiên tinh đấu cấm điển của Chu Thiên Tinh Cung, tu luyện tới cảnh giới cao thâm mới có thể ngưng tụ ra tinh đấu nguyên thần. Tuy rằng tên là nguyên thần, kỳ thực cũng chỉ là ảo ảnh của nguyên thần Chu Thiên Tinh Quân, so với nguyên thần chân chính rất là khác nhau. 6 nguyên thần tinh đấu này của Đinh Phụ Đạo phân biệt là Thiên Phủ Tinh Ti Mệnh Tinh Quân, Thiên Lương Tinh Ti Lộc Tinh Quân, Thiên Cơ Tinh Duyên Thọ Tinh Quân, Thiên Đồng Tinh Ích Tinh Tinh Quân, Thiên Tướng Tinh Độ Ách Tinh Quân, Thất Sát Tinh và Tượng Sinh Tinh Quân. "Nam đấu chủ tử, sát!" Đinh Phụ Đạo chợt quát một tiếng, hướng tới Diệp Húc mà công. Chỉ thấy 6 thanh tinh phiên phía sau lưng của hắn hóa thành nguyên thần tinh quân đều quát lớn, nhất thể triển khai bàn tay lớn, ầm ầm áp chế về phía của Diệp Húc. Cùng lúc đấy, ba gã đại vu Chu Thiên Tinh Cung khác cũng thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình. Tam đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ hợp bích, chỉnh thể hợp nhất, hóa thành một tòa trận đồ, uy năng còn lớn hơn rất nhiều. Ba người liên kết hướng tới Diệp Húc mà công kích, ý đồ vây hắn bên trong trận đồ, khiến cho Đinh Phụ Đạo thong dong mà đánh chết hắn. Lúc này, Diệp Húc đối mặt với tình huống nguy cấp tới cực điểm. "Thiếu chủ, Đinh sư huynh đã triển khai toàn bộ lực lượng rồi, nơi này vô cùng hung hiểm, chúng ta đi thôi." Phùng sư đệ và Chu sư đệ, hai người vội vàng ôm lấy Thạch Tinh Vân rời khỏi mật thất này. Hai người bọn họ bị Diệp Húc chấn vỡ nát cánh tay, nguyên thần cũng bị thương nặng, không thể tiếp tục tham chiến được nữa. Hai người ôm lấy Thạch Tinh Vân rời khỏi mật thất, đột nhiên trước mắt có năm đạo thần quang như che trời phủ đất áp chế xuống, bao phủ lấy Phùng sư đệ. Cùng lúc đấy, một thanh cự kiếm bổ tới, kiếm khí ngang trời. Chu sư đệ vội vàng chuyển người, tế khởi đại chu thiên tinh đấu trận đồ bảo vệ quanh thân. Chỉ thấy chuôi cự kiếm này xoẹt một cái mở toang trận đồ,
cắt lên trên cổ của hắn. Nếu không phải lực lượng đằng sau không đủ, một kiếm này đủ sức chém hắn thành hai nửa từ đầu tới chân. Đúng vào lúc này, một tòa bạch cốt yêu thành từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Chu Sư Đệ. Một cỗ yêu khí tràn ngập, chỉ nghe thấy những tiếng xoẹt xoẹt không ngừng. Vết thương trên cổ Chu Sư Đệ đột nhiên phun ra một cỗ máu tươi. Máu vẩy lên trên yêu thành. Không xong, Diệp Lão Ma mai phục địch thủ ở bên ngoài rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thạch Tinh Vân kịch biến, chỉ thấy ngũ hành diệt tuyệt thần quang trong tay Phượng Yên Nhu gắt gao với khốn Phùng Sư Đệ, khiến cho hắn thủy chung không thể thoát thân khỏi thần quang được. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang lợi hại như thế nào đây? Phùng Sư Đệ thân thể rất nhanh liền bị vỡ nát, nguyên thần cũng bị chấn áp. Mà ở phía bên kia, Tống Cao Đức, Hiên Viên Quang và vài vị khoa phụ đứng phía trên bạch cốt yêu thành liên kết tấn công Chu Sư Đệ, khiến cho hắn tràn ngập nguy cơ. Ra đây, mau ra đây, tỷ tỷ yêu nào, yêu nào. Hiên Viên Minh Nguyệt vẻ mặt cười xấu xa, hướng tới Thạch Tinh Vân, nắm tay niết bạo vàng. Khuôn mặt của Thạch Tinh Vân nghiêm nghị, ngẩng đầu lên, hừ lạnh mà nói: Nhà đầu chết tiệt, người dám động đến ta sao? Cha ta phong ấn một đạo vô pháp bên trong tử phủ của ta. Người mà dám động đến ta, vô pháp của cha ta sẽ oanh sát ngươi thành bụi kìa. Tỷ tỷ biết mà. Hiên Viên Minh Nguyệt cười khanh khách nói: Tỷ tỷ có được một đôi thần nhãn, vô pháp trong tử phủ của ngươi chính xác rất mạnh. Tuy nhiên, nếu như sinh mạng của ngươi không bị uy hiếp, thì vô pháp cũng không bị xúc động kìa. Nha đầu này một quyền đánh ngã Thạch Tinh Vân, một trận quyền cước túi bụi đánh cho hắn mặt mày bầm dập, sau đó dẫm nát hắn ở dưới chân. Nàng ta cười xấu xa nói: Chỉ cần không cho ngươi bị nguy hiểm tới tính mạng, tỷ tỷ muốn đánh ngươi như thế nào thì đánh như vậy thôi. Ở bên trong mật thất, đám người Đinh Phù Đạo không biết Thạch Tinh Vân cùng hai sư đệ đã bị tiêu diệt toàn quân. Lúc này hắn đang triển khai lục đại tinh đấu nguyên thần. Lục đại tinh quân dáng vẻ bệ nghệ ngập trời. Từ xa nhìn lại, lục đại tinh quân này giống như mọc ra từ sau lưng của hắn vậy, cực kỳ quỷ dị và yêu tà. Dáng người của hắn chỉ cao hơn võ đại một chút, nhưng lục đại tinh quân này thì mỗi một con cao tới hơn 10 trượng, giống như một pho tượng khổng lồ vậy. Nửa người trên của nó rất lớn, nửa người dưới lại cực kỳ nhỏ, chen chúc phía sau lưng của nó không chút chê chật chội. Diệp Phúc cũng không có được phần tâm pháp tiếp sau của Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển, nhưng nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi tán thưởng uy lực của cấm pháp hậu kỳ này. Thật không hổ là cấm pháp chấn giáo của Chu Thiên Tinh Cung, đích xác vô cùng kỳ diệu, không thể tưởng tượng được. Kỳ thực, 6 nguyên thần tinh quân của Đinh Phù Đạo này cũng chưa hoàn toàn tu thành, mà là dựa trên tinh phiên tiến hóa ra thân thể tinh quân. 6 tinh phiên này cắm lên trên lưng của Đinh Phù Đạo, bởi vậy lục đại năm đấu tinh quân này thoạt nhìn giống như mọc ra sau lưng của hắn. Mà ba gã đệ tử Chu Thiên Tinh Cung khác đang vây công hắn, tuy rằng tu vi không thâm hậu bằng hắn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Tất cả đều tu luyện thành 2 tôn nguyên thần tinh quân, có thể theo đầu vai sinh trưởng ra, có cái lại theo từ nách mà sinh ra, cũng có cái từ bụng toát ra một tinh quân nguyên thần. Tu vi của bọn họ không bằng Đinh Phù Đạo, đều tự tu thành nguyên thần tinh quân, thể tích cũng nhỏ hơn nhiều. Tình hình này đủ thuyết minh Chu Thiên Tinh Cung xác thực quả thực là ma đạo đại phái. Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thật không ngờ đem chính mình biến thành tà ác đến khủng bố như vậy. May mắn ta không có tâm pháp tiếp theo của Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển, nếu không tu luyện tới cảnh giới này cũng biến mình thành khủng bố như vậy rồi. Diệp Húc thầm nghĩ, Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển mới đầu có vẻ rầm rộ, có chút không giống với tâm pháp ma đạo, mà môn tâm pháp này tu luyện tới hậu kỳ, ai ngờ được rằng lại biến thành yêu dị tà ác đến như vậy. Diệp Phúc tu luyện Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết có thể cắn nuốt nguyên thần của người khác, nhưng tâm pháp này thoạt nhìn lại rất phổ thông, không có chút khí tượng của ma đạo. So sánh với Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển, uy lực và tốc độ tu luyện còn cao hơn, thế nhưng cũng không quái dị như Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển. Bởi vậy khi so sánh, Diệp Phúc càng thích Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết hơn. Đinh Phù Đạo huyết gió không ngừng, lục đại tinh quân nguyên thần phía sau lưng của hắn đều đánh bàn tay lớn của mình ra, hung hăng nện xuống đầu của Diệp Phúc. Mỗi một nguyên thần tinh quân chất chứa tinh lực gần như vô cùng vô hạn, uy năng hùng mạnh, nếu là đánh lên trên người của Diệp Húc đủ làm cho thân thể của hắn tan nát. Mặt khác, ba gã đệ tử Chu Thiên Tinh Cung khác đều tự tế khởi trận đồ, hợp lực mà thế khởi, đột nhiên chụp xuống Diệp Húc. Diệp Húc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hoa lên, không gian mật thất biến mất trong mắt của hắn, thay vào đấy là một vũ trụ tinh không loại nhỏ, rộng lớn tới mấy trăm dặm. Bảo hồn giới sao? Ba người bọn họ liên kết, tinh đấu trận đồ tương hợp,
thật không ngờ lại hóa thành một tấm trận đồ có được bảo hồn giới. Diệp Phúc trong lòng cả kinh, lập tức liền mừng rỡ. Ba tấm tinh đấu trận đồ này uy năng rất mạnh, thật không ngờ hợp với nhau có thể khai mở một mảnh không gian bảo hồn giới. Bảo hồn giới là không gian mà bảo vật cấp bậc tam tướng chi bảo mới có thể khai mở ra được. Việc này chứng minh ba tấm trận đồ này hợp nhất uy lực phải vượt qua nguyên thần chi bảo. Cho dù còn kém xa tam tướng chi bảo, thế nhưng cũng không quá xa. Nếu Di La Thiên Địa Tháp có thể cắn nuốt ba tấm trận đồ này, uy năng khẳng định lại sẽ càng nâng cao. Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ vây khốn hắn, ba đệ tử tinh cung nhất tề dấn thân đi vào bên trong trận đồ. Tất cả đều tự mình đứng lên trên một ngôi sao thật lớn mà cùng quát lớn. Tất cả hợp lực thúc giục Đại Chu Thiên Tinh Đấu bay nhanh tới Diệp Húc mà ép xuống. Sao? Các ngươi tính dùng tinh đấu trận đồ mà vây khốn ta sao? Thật không biết tự lượng sức mình. Ta chính là dựa vào tinh đấu trận đồ mà lập nghiệp kìa. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh đấu đầy trời đang rơi xuống. Dựa theo sự vận chuyển của Chu Thiên, trận pháp thúc giục, vô số ngôi sao hóa thành nước lũ cuồn cuộn mà đè ép tới hắn. Vạn yêu đều xuất hiện, thay trời đổi đất, dị tinh hoán đấu. Trung quanh của Diệp Húc rung lên, vô số thượng cổ dị thú chen chúc nhau bay ra. Tất cả đều tự bắt lấy một ngôi sao, điên đảo thiên địa, dị tinh hoán đấu, làm cho Chu Thiên tinh đấu đại trận bị cứng rắn đánh loạn. Bản thân của hắn năm đó dựa vào Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ mà phát triển cho tới bây giờ, đúng là rất tin tưởng đại trận tinh đấu này. Nếu là những người khác còn có khả năng chân tay luống cuống, nhưng đối với Diệp Húc mà nói, đánh loạn trận thế của Đại Chu Thiên tinh đấu trận pháp là điều hết sức đơn giản. Ba người nhất thể hét lớn, đều tự thúc giục tinh quân nguyên thần, một cỗ tinh lực khảo hãn dũng mãnh tiến vào bên trong trận pháp, cắn nát vạn yêu của Diệp Húc. Ba người họ lại thúc giục trận pháp, chỉ thấy đại trận cấp tốc thu nhỏ lại, làm cho Diệp Húc chịu áp lực càng ngày càng lớn. Diệp thiếu bảo, hôm nay chúng ta muốn nhìn xem ai không biết tự lượng sức mình đây. Trong đó chỉ nghe thấy tiếng xẹt xẹt, đại trận quét tới, áp lực tăng lên gấp bội. Hôm nay chúng ta đính ngươi dính chặt xuống đất này, cho ngươi không thể động đậy, trơ mắt nhìn Đinh Sư Huynh chém giết ngươi kìa. Diệp Húc khẽ nhíu mày, lấy tu vi của hắn rõ ràng không thể quấy nhiễu tới trận pháp vận chuyển. Nếu như tiếp tục đi xuống như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị ba người này chấn nát bên trong trận đồ. Sau đó, lục đại tinh quân nguyên thần của Đinh Phù Đạo đánh tới một kích toàn lực, đủ để lấy tính mạng của hắn. Nếu không thể phá vỡ tính đấu đại trận của các ngươi, vậy không cần phá, ta trực tiếp ăn luôn. Tháp đâu? Tới. Tâm niệm Diệp Húc vừa động, Di La Thiên Địa Tháp lập tức từ trên trời giáng xuống, ầm ầm dừng trên đỉnh đầu của hắn, chậm rãi chuyển động. Tòa bảo tháp này bị nguyên thần thứ ba đào ngột của Diệp Húc thúc giục, chỉ thấy bảo tháp càng ngày càng lớn, diện tích bao phủ cũng càng ngày càng rộng hơn. Ầm vang một tiếng, Di La Thiên Địa Tháp hóa thành cao lớn nghìn trượng, vô cùng to lớn, vô cùng đồ sộ. Mỗi một tầng bảo tháp đều có vô số mảnh vỡ vũ trụ lưu chuyển quanh thân. Xoẹt! Một ngôi sao to lớn bị Di La Thiên Địa Tháp xé rách, hút vào bên trong thân tháp. Tòa bảo tháp này nuốt ngôi sao xong, uy năng lại thế tăng trưởng, truyền tới lực hấp dẫn càng mạnh. Trong nháy mắt đã quấy nhiễu tới Đại Chu Thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, lập tức lại một ngôi sao không tự chủ được mà dung nhập vào bên trong thân tháp. Trong chớp mắt đã có hàng trăm ngôi sao bị tòa bảo tháp này cắn nuốt. Thân tháp kịch liệt run rẩy, đột nhiên kêu lên một tiếng răng sắc, lại cứng rắn tăng trưởng thêm một tầng, hóa thành Di La Thiên Địa Tháp 6 tầng. Bảo tháp rất cao, bao phủ phạm vi càng rộng, dẫn lực cũng càng mạnh. Ba người vừa sợ lại vừa tức giận, vội vàng khống chế trận pháp, không hề để ép về phía Diệp Húc nữa. Họ thu lại ngôi sao, đổi công làm thủ. Cho dù như vậy, vẫn không ngừng xuất hiện những ngôi sao bị Di La Thiên Địa Tháp hút tới mà cắn nuốt. Ba vị sư đệ, các ngươi ổn định trận đồ, để ta tới giết hắn ta. Đinh Phù Đạo hiện ra bên trong bảo hồn giới của trận đồ, khí thế ngập trời. Nguyên thần lục đại tinh quân ở phía sau nhất thể xuất hiện các bàn tay lớn, hung hăng chụp lên trên thân Di La Thiên Địa Tháp. Chỉ thấy tòa bảo tháp to lớn này chấn động không ngừng, thân tháp lập tức xuất hiện 6 cái dấu tay thật lớn, uy năng lập tức bị áp chế xuống. Cùng lúc đấy, Đinh Phù Đạo cũng công tới Diệp Húc. Tiểu tử, hôm nay ta chẳng những phải lấy đi tòa bảo tháp này, còn muốn cứng rắn giết chết ngươi kìa. Tình đấu chiếu sơn hà. Trong tay của hắn hiện lên một đạo tinh đấu trường hà, một dòng sông ngân hà, giữa sông có tòa núi non đang phập phồng lên xuống. Một kích này trước đây Diệp Húc chưa từng gặp, hiển nhiên là phối hợp với Đại Chu Thiên tinh đấu cấm điển. Oanh! Diệp Húc cầm Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn trong tay,
giống như một vầng mặt trời chói chang ở trong tay vậy. Mặt trời xuyên thủng con sông tinh đấu, rõ ràng có thể thấy được đang nghênh đón tinh đấu chiếu sơn hà. Chỉ thấy hai cỗ khí lãng thật lớn tách ra, đem toàn bộ bảo hồn giới bên trong tinh đấu trận đồ bị xé rách. Chu thiên đại trận lập tức sụp đổ, từng ngôi sao thật lớn rít gào bay như gió, phi thẳng vào bên trong Di La Thiên Địa Tháp của Diệp Húc. Ba vị đệ tử tinh cung kia cũng không thể thu lại được. Tấm trận đồ này dù sao cũng không phải là tam tướng chi bảo chân chính, lại bị Di La Thiên Địa Tháp cắn nuốt không ít ngôi sao, làm cho uy năng bị tổn hao đi nhiều. Đinh Phù Đạo và Diệp Húc, hai cường giả, đánh một kích làm cho tấm trận đồ này lập tức bị xé rách. Ồ, một chiêu tinh đấu chiếu sơn hà, rất lợi hại. Diệp Húc ói ra một ngụm máu tươi. Hắn bị tinh đấu chiếu sơn hà đánh cho gần như vỡ vụn, thương thế lại càng thêm trầm trọng. Mà trên đỉnh đầu của hắn, Lục Đại Tinh Quân không ngừng oanh kích Di La Thiên Địa Tháp, làm cho bảo tháp này rách tung tóe, toàn thân tháp rất nhiều thù ấn. Hắn hồn nhiên không để thương thế của mình ở trong lòng, hai tay Nhật Nguyệt Luân Hồi phân biệt sử dụng Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn và U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn. Hắn cười dài nói: "Tiếp thêm của ta một chiêu thử xem." Oanh 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 oanh. Hai người giao thủ kịch liệt giữa không trung, bức cho những đệ tử tinh cung khác không thể không lùi về phía sau. Đám người này gần như dính vào vách tường, không đường thối lui, chỉ dựa vào tu vi mà ngăn cản. Rốt cuộc Di La Thiên Địa Tháp đem toàn bộ tinh đấu cắn nuốt không còn, bỗng nhiên bay thẳng vào bên trong cơ thể của Diệp Húc. Diệp Húc thấy bảo tháp này bay vào bên trong thân thể, lập tức khí thế đột nhiên bạo tăng gấp đôi rồi gấp ba. Trong chớp mắt, khí thế của hắn đã tiêu thăng lên gấp chục lần. "Cao thủ tinh cung, các ngươi tận tình mà phản kháng ta đi." Diệp Húc cười ha hả, khí thế như ma thần giáng lâm, một đạo diệt kiếp ấn hạ xuống, lập tức làm cho toàn bộ mật thất chấn động ầm ầm, giống như sắp bị đánh sập tới nơi rồi vậy. Có Di La Thiên Địa Tháp chấn áp thân thể, Diệp Húc không kiêng nể gì cả. Dương Thiên Thần Vương Diệp Kiếp Ấn liền hạ xuống, giống như một vầng mặt trời chói chang từ hư không rơi thẳng xuống vậy. Nó giống như một hồi tận thế, hết thảy sinh linh đều vong mạng, lay động tâm linh của người khác. Tình cảnh này trong mắt người khác là một loại rung động tâm linh, một số kiếp không thể kháng cự là tai ương ngập đầu. "Ta không tin ngươi có thể tiếp được tinh đấu đại loa toàn của ta." Đinh Phổ Đạo hai mắt trợn tròn, lớn tiếng mà phẫn nộ. Chỉ thấy hai tay của hắn vòng quanh, đột nhiên ở giữa hai tay xuất hiện vô số tinh quang, tạo thành một vũ trụ loại nhỏ. Nó xoay tròn nhanh chóng, giống như một cái hắc động thật lớn bên trong vũ trụ, quấy đàn tinh hóa thành lốc xoáy cắn nuốt hết thảy. Một thức tinh đấu đại loa toàn này của hắn chính là bí kỹ không chuyển ra ngoài của tinh cung. Uy lực của nó so với tinh đấu chiếu sơn hà còn mạnh hơn rất nhiều. Lực lượng nội liễm, uy năng vô cùng. Sau lưng của hắn, Lục Đại Tinh Quân Nam Đấu giống giận phối hợp công kích với hắn. Thượng Sinh Tinh Quân một quyền đánh thẳng tới Diệp Húc, sát khí ngập trời mênh mông, giết gà mà nói: "Thất sát chi quyền, giết hết thương sinh linh. Sát thiên sát địa, sát âm sát dương, sát nhân sát thần, sát ma, sát." Độ Ách Tinh Quân xuất hiện một bàn tay to giống như che trời phủ xuống, tai kiếp tràn ngập, lạnh lùng mà nói: "Độ Ách chi quyền, kiếp số giáng lâm, thiên kiếp, địa kiếp, âm kiếp, dương kiếp, nhân kiếp, thần kiếp, ma kiếp, kiếp. Ích toán chiến, toán thiên, toán địa, toán chúng sinh, toán. Đoạt thọ đại pháp, đoạt thọ nguyên, thiên nhân ngũ suy." Lục Đại Tinh Quân đều tự thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của bản thân mình, công kích tới Diệp Húc, hơn nữa còn là một kích toàn lực của Đinh Phù Đạo. Uy thế quả thực là long trời lở đất. "Ngươi còn dám phản kháng ta sao?" Diệp Húc cười lạnh một tiếng, thúc giục Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn, giống như thần vương đích thân tới vậy. Hai cỗ công kích va chạm với nhau, vô thanh vô tức, chỉ thấy cỗ dao động này lan tràn khắp mọi nơi. Trong mật thất này, một đạo linh mạch bị mất đi, một kiện nguyên thần chi bảo bị hủy, thậm chí có mấy quả linh đan cũng bị dư âm của hai người chiến đấu đánh nát. Bảo vật trong mật thất này, sau một kích của bọn họ, đã có 6-7 thành bị phá hủy, làm cho người ta đau lòng không ngớt. Lục Đại Tinh Quân công kích nhất tề dừng lại trên người Diệp Húc, giống như đánh vào một cái chuông vàng cực lớn, cứng rắn vậy. Chỉ thấy ánh lửa văng ra khắp nơi, tiếng đoang đoang văng lên hồi lâu chưa dứt. Thân thể của hắn lấy Di La Thiên Địa Tháp 7 tầng chấn áp, chắc chắn vô cùng, gần như còn mạnh hơn cả Di La Thiên Địa Tháp. Lục Đại Tinh Quân công kích tuy mạnh, thế nhưng cũng không thể làm cho hắn bị thương được.
diệt kiếp ấn và tinh đấu lại loa toàn va chạm, kình khí cuồng bạo văng ra khắp nơi. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Đinh Phù Đạo hô lên một tiếng đau đớn, nước mắt giàn giụa. Tinh đấu đại loa toàn của hắn không lại với diệt kiếp ấn của Diệp Húc, song trưởng bị lực lượng thật lớn xoắn lấy, tất cả xương cốt cánh tay đều bị vặn gãy cả, giống như hai sợi dây thừng bện vào nhau vậy. Cao thủ tinh cung, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn thủ đoạn gì nào. Diệp Húc lại đánh ra một chiêu diệt kiếp ấn xuống, diệt sạch hết thảy. Đinh Phù Đạo khóe miệng tràn đầy máu, cánh tay vô lực mà bu xuống. Ngực của hắn loang lổ vết máu, cấp tốc lui lại phía sau, đứng chung một chỗ với ba đệ tử tinh cung khác, lớn tiếng mà quát: cùng nhau động thủ, triệu tập tinh cung chấn chết hắn ta. Sư huynh, nếu như triệu tập tinh cung, chỉ sợ bảo vật nơi này đều bị chấn nát hết cả. Tính mệnh là trọng yếu hay bảo vật là trọng yếu đây? Triệu tập tinh cung chấn hắn thành thịt nát đi. Một đệ tử tinh cung khác nhe răng cười độc ác mà nói. Bốn người hợp lực thúc giục tinh khí và nguyên thần của mình, lập tức một cỗ khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên một góc tòa cung điện thật lớn xuất hiện, tràn ngập ra uy năng hạo hãn. Răng rắc một tiếng, mật thất này dù đã được cường giả bàn hoàng triều gia cố nhưng cũng không thể chịu đựng được lực lượng cuồng bạo như vậy. Trên vách tường lập tức xuất hiện những vết sách ghê người. Cấm bảo của tinh cung tên là Chu Thiên Tinh Cung, ảo ảnh cấm bảo này xuất hiện trong không trung, lộ ra thể tích càng ngày càng lớn, uy năng càng ngày càng mạnh hơn. Chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc, trong chớp mắt trên vách tường mật thất này trải rộng những vết sách như mạng nhện, dường như nó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào vậy. Đây chính là lực lượng của ảo ảnh cấm bảo hay sao? Mạnh mẽ vô cùng. Tuy rằng chỉ là ảo ảnh, thế nhưng uy lực mạnh mẽ, bá đạo đến tuyệt luân. À Man huynh, Viên Thiên Công, không cần đánh nữa, mau mau trở lại, trốn trong tử phủ của ta nào. Diệp Húc sắc mặt nghiêm trọng, nhìn thẳng vào ảo cảnh của Chu Thiên Tinh Cung. Chỉ thấy thể tích của ảo ảnh cấm bảo này hiện ra trong hư không càng ngày càng lớn, uy năng làm cho người ta khó có thể chống đỡ lại được. Mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, trong đó là tử phủ vô cùng rộng lớn. Đám người Khoa Phụ Man, Viên Thiên Công cuống quýt bay tới, tiến vào trong tử phủ của hắn để mà tránh né. Hạ Tùng Giang thấy thế cũng không dám tiếp tục ở lại nơi này, vội vàng bứt ra, rời khỏi mật thất, chạy trốn ra xa. Đám người Phượng Yên Nhu canh giữ bên ngoài cửa mật thất cũng không dám ngăn trở, để cho hắn chạy đi. Uy lực cấm bảo thật sự là quá mạnh mẽ, dù cho đám người Đinh Phù Đạo triệu tập ảo cảnh cấm bảo Chu Thiên Tinh Cung thì sức mạnh của nó cũng làm cho người ta không thể dậy nổi tâm muốn kháng cự. Diệp Thiếu Bảo, ngươi giết cao thủ tinh cung ta, làm nhục thiếu chủ nhà ta, chỉ hai điều này thôi đủ cho ngươi phải chết trăm ngàn lần rồi. Đinh Phù Đạo tóc tai bay múa, gương mặt dữ tợn, hắn cười ha hả, trong tiếng cười lại không chút vui sướng. Hắn điểm như nói: tinh cung uy nghiêm tuyệt đối, không thể khinh nhờn được. Ngươi có thể chết ở dưới tinh cung xem như là vinh dự của ngươi rồi. Trên đỉnh đầu bốn sư huynh đệ của bọn họ, Chu Thiên Tinh Cung chậm rãi bay ra khỏi hư không. Tòa Chu Thiên Tinh Cung này thể tích thực sự là khổng lồ, cho dù là bốn người bọn họ liên kết lại cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn mà triệu tập ra đầy đủ ảo ảnh tinh cung được. Tuy nhiên Chu Thiên Tinh Cung bung xuống từng đạo tinh lực tinh khí bảo vệ quanh thân bọn họ, khiến cho bọn họ được an toàn. Rầm rầm, từng kiện nguyên thần chi bảo, từng điều linh mạch bị tinh lực tinh khí tràn ngập cắn nát, hóa thành hư ảo. Người cho là chỉ có các ngươi mới có thể triệu tập được cấm bảo hay sao? Diệp Húc chống cự ảo ảnh của Chu Thiên Tinh Cung chấn áp, ánh mắt chuyển lạnh, lập tức tiến khởi cửu đỉnh, đem hai đại nguyên thần của Hạ Tùng Giang nắm vào trong tay. Rầm một tiếng, hắn nâng bàn tay lên, một chưởng hạ xuống, chụp vỡ hai đại nguyên. Diệp Húc chống cự ảo ảnh của Chu Thiên Tinh Cung chấn áp, ánh mắt chuyển lạnh, lập tức tế khởi kiều đỉnh, đem đại nguyên thần của Hạ Tùng Giang mà nắm ở trong tay. Dầm, hắn nâng bàn tay của mình lên, một chưởng hạ xuống, chụp vỡ hai đại nguyên thần. Lập tức một cỗ tinh khí dũng mãnh khủng bố phóng lên cao, hội tụ thành từng dòng nước lũ. Bên ngoài bàn hoàng lăng, hắn lấy kiến mộc long trương xử lý Lam Kình Yêu Vương vẫn chấn áp ở bên trong đỉnh, không có luyện hóa. Trong đỉnh còn có nguyên thần bị cắt làm hai đoạn của Hạ Tùng Giang, cùng với nguyên thần đầy đủ đều bị hắn chấn áp. Mà trong cơ thể Diệp Húc có Yêu Sa Vương, Hắc Kiêu Vương cùng nguyên thần của một ma đạo đại vu cùng đệ tử tinh cung là chưa có luyện hóa, tích tụ lại thành một lực lượng vô cùng hùng hậu. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai triệu tập ra ảnh cấm bảo trước đây. Nguyên thần thiếu đốt, triệu tập Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân.
Diệp Húc tức giận hét lớn, vận chuyển Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát. Từng đạo tinh khí trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên thiêu đốt, ánh lửa mãnh liệt tới cực điểm, gần như làm cho hư không bị sụp đổ. Hắn không ngờ trực tiếp đánh dập nát thai nguyên thần của Hạ Tùng Giang, tinh khí thiêu đốt, liều mạng tiêu hao tất cả tu vi của hai đại nguyên thần, cưỡng ép triệu tập ra ảo ảnh Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân, Chấn Quốc Chi Bảo của đế quốc Đại Tần. Dù sao cũng không ai bỏ được nguyên thần của mình mà thiêu đốt để triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo. Cho dù là đám người Đinh Phụ Đạo cũng dùng một bộ phận tu vi của mình mà triệu tập ra ảo ảnh Chu Thiên Tinh Cung. Sau khi đánh chết đối thủ như trước vẫn có thể bổ sung tu vi, khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Nhưng mà Diệp Húc cũng vận chuyển tâm pháp của Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát, trực tiếp thiêu đốt nguyên thần, cưỡng ép triệu tập, tốc độ so với bốn người liên thủ vẫn còn nhanh hơn. Hai đại nguyên thần thiêu đốt sẽ hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Loại thủ đoạn này so với đám người Đinh Phù Đạo còn ác độc hơn không biết bao nhiêu lần. Hai đại nguyên thần của Hạ Tùng Giang bị thiêu đốt, bộc phát ra lực lượng hung hãn. Chỉ trong nháy mắt, trong hư không liền truyền tới tiếng rung động kịch liệt. Chỉ thấy ảo ảnh một pho tượng đồng nhân bị hắn kéo ra khỏi hư không, đứng phía sau lưng của Diệp Húc. Đồng nhân quanh thân tràn ngập khí tức vô cùng hung hãn, cao tới mấy trăm trượng, ẩn chứa năng lượng hùng mạnh còn hơn cả nguyên thần chi bảo. Khi nó giáng lâm, không gian vặn vẹo khiến cho mặt thất rung động không ngừng, càng xuất hiện thêm nhiều vết rách. Bên trong ngọc lâu của Diệp Húc, tinh hồn Thủy Hoàng Đế đột nhiên từ trong kim bài hiện ra, cảm ứng được tình hình bên ngoài, hơi hơi biến đổi sắc mặt, cười ha hả mà nói: "Chu Thiên Tinh Cung, tiểu tử này rốt cuộc cũng tính toán triệu tập ra Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân của ta rồi sao? Đời này của ta đã sớm tính toán tự mình đi Tinh Cung kiến thức một chút cấm bảo của Chu Thiên Tinh Cung, nhìn xem đồng nhân của ta với Chu Thiên Tinh Cung thì cái nào mạnh hơn. Thực chả mong hai đại cấm bảo này chân chính đối bính với nhau kìa." Rầm rầm rầm, từng pho tượng đồng nhân hiện ra trong không gian mật thất này. Diệp Húc đồng thời thiêu đốt thai nguyên thần của Hạ Tùng Giang, không ngờ một hơi triệu tập ra được 8 ảo ảnh đồng nhân. Tuy nhiên, nếu tiếp tục triệu tập gọi ra hết thảy ảo ảnh của 12 đồng nhân thì còn phải thiêu đốt thêm một nguyên thần nữa mới có thể làm được. Mà vào lúc này, đám người Đinh Phù Đạo mới triệu tập ra chưa tới 1/3 ảo ảnh Chu Thiên Tinh Cung. "Diệp Thiếu Bảo, thật không ngờ ngươi lại thuộc về hoàng thất của Đại Tần. Nam đấu lục đại tinh quân, thiêu đốt cho ta." Đinh Phù Đạo mặt mày sợ hãi, 8 ảo ảnh đồng nhân giáng lâm, tình hình này hắn tuyệt đối không thể dự đoán được. Hắn đột nhiên hạ quyết tâm thiêu đốt Nam đấu lục đại tinh quân nguyên thần, lấy thủ đoạn giống của Diệp Húc cưỡng ép gia tốc triệu tập tinh cung. "Thiên Tuyển tinh quân nguyên thần, thiêu đốt cho ta." Một tên đệ tử tinh cung mặt mày cũng mang vẻ bi tráng, lớn tiếng mà hét. Hai người cùng thiêu đốt nguyên thần, tốc độ xuất hiện của tinh cung lập tức liền nhanh hơn. "Các người hiện giờ mới nghĩ tới thiêu đốt nguyên thần hay sao? Chậm rồi." Diệp Húc làm sao để cho bọn họ triệu tập ra được toàn bộ ảo ảnh tinh cung được đây? Lúc này hắn quát mạnh một tiếng, thúc giục Đô Thiên 8 đại đồng nhân giết gà mà đánh tới. Chỉ thấy 8 đồng nhân một bước ra, liền đi tới trước Chu Thiên Tinh Cung, bày ra Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận không trọn vẹn của mình bên trước tinh cung. Tuy rằng Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận không trọn vẹn, thế nhưng trận pháp vẫn có thể kích phát ra 5 thành uy lực. Chỉ thấy Đô Thiên đại trận bày ra, lập tức một cỗ khí tức xa xưa phun tới. Bên trong trận pháp, một mảnh không gian mất đi, không gian dập nát, hóa thành hỗn độn, dường như trở lại thời kỳ Hồng Mông, trời đất chưa có vậy. Hai ảo ảnh cấm bảo đương thời rốt cuộc cũng đã đến lúc va chạm với nhau. Thời khắc này thật là ảo diệu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.